5197 xin kính chào toàn thể các bác và anh em. Đấy, thì chiều theo cái yêu cầu của các bác khi mà xem cái video về dòng mic Enzo của anh này các bác nhá. Thì chiều hôm nay thì âm thanh 5197 sẽ test cho các bác nghe một cái đoạn test nghe cho các bác nghe về cái chất âm của dòng Enzo U880. Thì có những bác bảo là mua hàng thì quan trọng chất lượng chất âm chứ không quan trọng về cái phần giới thiệu sản phẩm hay là cái ấy, thì các bác nói nhiều thì hơi nhàm. Đấy, đúng không các bác? Thì ngày hôm nay thì em sẽ test cho các bác nghe chất âm. Thì với cái dòng Enzo như này á thì nó dòng giống như dòng bay ở vị tím, thì cho các bác một cái chất âm cực kỳ là nhẹ. Nhẹ bay nịnh giọng dễ hát. Bác nào cũng có thể là hát được những cái dòng mic Enzo như thế này. Đấy. Thì đây là cái màn hình cái tay mic của nó các bác nhá, mà đây là dòng mic 6 số đời rất là cao, đời 2020. Đấy các thì khi mà 2020 tới bây giờ thì chỉ hơn 1 năm trời thôi, sản xuất xưởng tháng 7 năm 2020 các bác nhá. Thì với những cái bộ mic Enzo như thế này thì nó sẽ phù hợp với những bác nào mà có giọng yếu hay là những cái giọng mà mình không phải là những người mà có khả năng hát hay, những người mà có khả năng luyến láy lấy hơi lấy cái nhài trong cái âm lượng của mình các bác nhá. Và đặc biệt thì cái dòng này rất là tiết kiệm pin. Các bác có một đôi pin thì các bác có thể sử dụng tầm tiếng rưỡi là hoàn toàn bình thường. Cái thứ hai là sóng xa rất là khỏe, cảm biến tự ngắt, cảm biến gia tốc. Đấy, thì bác nào nếu làm sự kiện dòng này cũng được. Bác nào làm sự kiện thì các bác tắt cái phần cảm biến tự ngắt của nó đi là ok các bác nhá. Thì bây giờ đây em sẽ test cho các bác nghe xem một đoạn này. Test cho các bác nghe một đoạn về cái dòng mic này các bác nhá. Đây. Đấy, pin nó gần hết thì đấy. Thì bắt đầu nha các bác nhá. Lên 1 2 6 6 7 lên lên 6 7 1 2 lên. Cái mấy âm lượng của trên con vang thì em đang để rất là bé các bác nhá. Mấy âm lượng chỉ để âm tầm 17 thôi. Và các bác nghe cái tiếng xì của nó thực sự rất là hay. Đấy, cái tiếng xì của nó rất là đều. Thì các bác nào mà đang mà có nhu cầu về những cái dòng mic như thế này á thì chúng ta có thể là liên hệ em với mức giá là 2.600.000 đồng và bao ship cho tất cả các bác luôn. Dòng này thực sự là cái thiết kế của nó khá là đẹp, với cái phần tai mic thì nó gần như đang còn khá là mới. Tất nhiên là mic bãi thì nó sẽ có một vài cái điểm răm, thì cái điều này thì là những cái điều không thể mà tránh khỏi các bác nhá. Đấy, những cái bộ mic như này và tay mà đang là đẹp tầm 85-90% này thì rất là hiếm. Côn thì côn Beyer xịn này, với dòng cổ côn là côn là cổ côn inox. Đấy, và cái bộ này thì sóng cực kỳ xa. Nói chung là bác dùng những cái bộ này em thấy rất là phê, mượt, dễ dùng. Đấy, các bác nhá, đây cái phần kể cả cái phần tay mic của nó này, cái phần đầu thu nó rất là đẹp nhá, cái phần màn hình của tay mic ấy. Cái chất âm của dòng này thì thực sự rất là hay các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu có thể liên hệ em nhé, số điện thoại đang hiển thị ngay góc phải màn hình. Còn bác nào muốn xem cái video chi tiết của cái dòng mic Enzo U880 này thì ngay góc phải màn hình các bác này. Ngay góc phải màn hình đây cái góc này thì em đang để một cái link, một cái đường link cho các bác có thể là theo dõi về cái dòng mic này các bác nhá. Xin chào các bác.